Chào các bạn, hôm nay nội địa Nhật Bản sẽ cùng các bạn tìm hiểu chiếc máy gọt bút chì khá là cổ điển của Nhật Bản. Đây là chiếc máy gọt bút chì tự động, tức là chúng ta chỉ việc quay này thôi. Bút chì sẽ được tự động đẩy lên và gọt. Đây là của hãng Lion, mã là LH1. Một cái máy tương tự khác, màu xanh, là của hãng Can. Cấu tạo hoàn toàn giống nhau ạ. Nó sẽ có một cái hộc ở phía trước để các bạn đựng vụn của vỏ bút chì khi mà gọt xong. Còn phần trên này này là cái bộ phận để giữ bút chì, và sau đó nó sẽ đẩy bút chì vào khi mà chúng ta quay cái trục đằng sau. Và tất nhiên thì ở bên trong này sẽ có cái lưỡi dao để gọt bút chì. Đó, đây các bạn sẽ nhìn thấy lưỡi dao bên trong này. Đó, các bạn thấy nó bằng kim loại nên sẽ rất là bền. Khi chúng ta quay này, lưỡi dao sẽ quay để giúp gọt bút chì hiệu quả. Cái bên này cũng tương tự, giống hệt nhau. Đây lưỡi dao của bút chì đấy. Này các bạn không lo bị hỏng nhé, có thể dùng bền thoải mái được. Đây là phía sau của chiếc gọt bút chì, rất là nặng đấy ạ. Và sau khi gọt xong thì chúng ta chỉ việc rút cái hộp này ra đi đổ vụn bút chì, và cái này chứa được rất nhiều. Mã của chiếc màu xanh là CS101 của hãng Can, còn cái màu đỏ này mã là LH1 của hãng Lion. Cấu tạo khá là giống nhau. Thì bây giờ chúng ta sẽ thử gọt xem là cái hoạt động nó ra sao. Ở đây tôi đang có cái bút chì mà bị mòn đầu. Thì để bắt đầu ấy, các bạn sẽ kéo cái phần trên ra kịch, nó sẽ tự động giữ nhé. Khi chúng ta quay này nó mới thụt vào. Tiếp theo các bạn sẽ bóp hai cái núm ở trên này này để mở cái lỗ này cho phép qua nhét bút chì. Các bạn sẽ nhét kịch vào. Rồi, sau đó bạn nhả ra. Làm sao cho cái phần này nó nhả ra và nó sẽ giữ chặt cái bút chì của chúng ta. Và bây giờ tôi sẽ quay. Và khi quay thì bắt đầu cái cá nó sẽ nhả này và có một lực để đẩy bút chì vào trong. Và các bạn nghe thấy tiếng bút chì đang gọt đấy ạ. Xong. Đã hoàn thành. Và chiếc bút chì của chúng ta đã được gọt tự động hoàn toàn. Tương tự vậy tôi sẽ thử làm với cái máy màu đỏ nhé. Cũng kéo ra. Kéo kịch ra. Đây chiếc bút chì này đang cụt này. Bóp cái thanh giữ, đẩy kịch vào, sau đó nhả ra, giữ chặt này, và chúng ta tiếp tục quay, bạn xem nhé. Ok, xong, rút chì ra và chiếc máy đã gọt xong chiếc bút chì của chúng ta. Các bạn sẽ không phải lo vì có bút chì nữa, cái máy đã giúp chúng ta làm việc này rất là thành thạo. Các bạn chỉ việc nhét vào và quay thôi. Thì đây là một cái máy. Máy này rất là lạ ở Việt Nam, tuy nhiên nó rất là phổ biến tại Nhật Bản. Đây là cái vụn gọt bút chì này. Chúng ta sẽ đổ thùng rác. Thì nếu bạn quan tâm tới các cái máy gọt bút chì của Nhật Bản, các bạn có thể liên hệ nội địa Nhật Bản theo số điện thoại bên dưới. Và đừng quên đăng ký kênh nội địa Nhật Bản. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.